kính chào quý vị trân trọng gửi đến quý vị một chuyện dài đồi trinh nữ thảo nguyên xin thắp một nén hương cho những người đã nằm xuống vì lý tưởng tự do và dân tộc trong cuộc chiến của chúng ta có quá nhiều chiến sĩ vô danh hãy nghĩ và nói đến họ gần đến giữa trưa nhật mới lên được đỉnh núi những bóng cây cao ngất vươn hẳn lên không mà khi ở dưới bờ ruộng nhật tưởng như gần lắm đã làm chàng phải mất gần hai giờ vừa đi vừa chạy có lúc phải bò mà vẫn chẳng thấy đâu lắm khi mệt quá nhật đã có ý định cho trung đội dừng quân ở bất cứ chỗ nào nhưng thằng nhiều người mang máy PRC25 cũng là đệ tử thân tín đã luôn luôn nhắc nhở chàng cố lên ông thầy ơi nằm đây tụi nó pháo xuống thì tan đàn hết bây giờ nhật đưa mắt bực dọc nhìn nó muốn chửi cho một trận đùng má cái thằng nó khỏe như trâu ai mà chẳng biết là muốn tìm điểm qua đêm thì phải leo tuốt lên cao nhưng mà hai chân của chàng như đã rụng ra rồi chỉ muốn ngồi lại một chút, dù có phải chết ngay cũng được. Nghĩ thế thôi, chứ chân nhật vẫn phải bước đều. Nói dại lỡ có vài thằng du kích khốn nạn ở trên đồi kia, mà nó nhìn thấy bọn chàng. Chúng nó rộng đại cho vài trái 60 hay 81, thì biết đâu chàng chẳng đi luôn. Hay may mắn hơn, sẽ như anh chàng trong bài hát của ông Phạm Duy anh trở về nhìn nhau xa lạ. Anh trở về giang dở đời em. Nhưng mà Nhật còn trẻ quá, chết hay tàn tật là điều không bao giờ chàng muốn nghĩ tới. Hôm nay là chuyến hành quân đầu tiên của Nhật. Chuyến hành quân đầy hiểm nguy và mệt mỏi. Không như chàng nghĩ khi còn ở quân trường. Từ lúc trực thăng đổ cả trung đội xuống cái lòng chảo, tà noát này lệnh hành quân chỉ thị cho chàng phải điều động trung đội dăng hàng ngang tràn qua đồng ruộng thấy gì phá hủy nấy vì đây là vùng canh tác để nuôi quân của việt cộng đại úy nghĩa tiểu đoàn phó kiêm trưởng ban ba trong khi thuyết trình lệnh hành quân đã lưu ý nhật theo tin tức mà ta có được do ban hai cung cấp thì lực lượng địch ở mục tiêu chừng nửa tiểu đội vũ khí trang bị rất thô sơ, chỉ có khoảng một hay hai cây CKC thôi, còn lại là dân công dùng toàn dao với rửa. Chuyến này thiếu nhật ra quân thế nào cũng hốt về một mẻ cá lớn. Xin chúc mừng ông trước. Lúc ấy, Nhật nhìn thẳng vào mặt người sĩ quan đàn anh để đo lường sự thực trong câu nói. Nhưng ông ta tinh ý, phớt lờ quay sang chỗ khác chàng đã lờ mờ đoán được phần nào hiểm nguy trong chuyến đi này nhất là khi về đến trung đội tập họp vắn tắt ban hành lệnh hành quân và dẫn trung đội lên ban bốn lãnh lương khô thì chàng đã nghe mấy thằng lính người kinh xì xào bàn tán có đứa còn nói trống không như vậy đủ má chuyến này đi chắc tới số quá thằng lính miệng ăn mắm ăn muối phát ngôn bừa bãi thế mà đúng khi chiếc trực thăng cuối cùng chở chàng và tiểu đội súng nặng vừa chúi xuống, thì đạn đã nổi giòn bốn phía. Những chiếc trực thăng trút bọn chàng xuống như trút được đánh nặng. Sau đó, vội vàng bay vút lên không. Rõ ràng tiếng cánh quạt xé gió bây giờ không còn gì là tiếng gầm thét oai hùng như lúc mới ra quân nữa mà chỉ là tiếng kêu toang toát gọi đàn để trốn chạy ra khỏi chỗ hiểm nguy. Vừa đặt chân xuống đất, Nhật đã định cho kèm quân số, rồi phân chia mục tiêu ra thừng mảnh nhỏ để cho con cái dẫm nát như hôm qua. Chàng đã thuyết trình cho các tiểu đội, nhưng đâu có còn kịp nữa. Tiếng súng nổ chát chúa, dữ dằn và kinh khiếp. Tiếng đạn xé gió rít lên ghê rợn trên đầu phản ứng tự nhiên của nhật là nằm ngay sát xuống bờ ruộng tim gan đập loạn xạ mồ hôi vã ra như tắm một lúc lâu không thấy có gì chàng mới cố gắng đứng lên cắn chặt hai hàm răng cho bớt run rẩy rồi hét lớn trung sĩ thế đâu mấy thằng con của ông đã bắt tay được tiểu đội hai và ba chưa ông cho chúng nó bung rộng ra băng qua cánh đồng này thấy gì phá nấy như tôi nói hôm qua rồi tập trung lên ngọn đồi trước mặt đó nghe chưa viên trung sĩ vân vân dạ dạ xong nhanh nhẹn băng qua đám cỏ hoang và mất hút trong bờ lúa ngay lúc ấy tiếng đạn lại thi nhau nổi giòn hình như những trái pháo từ đâu nã tới nghe ghê rợn như những tiếng gọi của tử thần tạch 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 tạch, tạch. nhật lại chúi đầu xuống bờ ruộng để tránh đạn chàng chưa biết phải làm sao thì đã nghe thấy tiếng thằng nhiều hét vào tai chạy đi chứ ông nằm mãi ở đây nó dập cho mấy trái 81 là nát bấy ra như cám bây giờ đó vừa nói xong là nó sửa lại chiếc máy PRC-25 đã được nằm gọn trong ba lô để ngụy trang kéo cần anten cho sát xuống đồi băng ngang qua ruộng lúa. Nhật vội chạy theo nó, hỏi một câu ngớ ngẩn. Chạy đi đâu đây mày? Thì chạy lên đồi chứ ở đây cho chúng nó sơi tái à? Ông ra lệnh cho trung sĩ thế, theo sát thầy trò chúng mình nghe. Thế còn tiểu đội 2 của ông ớt và tiểu đội 3 của ông viện thì sao? Ôi thôi, ông thầy đừng lo gì cho mấy ổng. Mấy ổng rành đường lắm, có khi mấy ông đã lên đó trước mình rồi đó. Ủa, vậy thì không đốt, không phá ruộng rẫy của tụi nó à? Nhiều nhìn thẳng vào mặt Nhật để thấy nỗi sợ hãi của chàng. Nó thản nhiên trả lời. Đốt phá gì được, mình đổ quân mà bị tụi nó phục kích, không chết hết là may rồi đó. Thôi, để cho mấy ông phá. Ông thầy không biết chứ, trước đây thiếu uy biên cứ mỗi lần đổ quân xong là ổng dẫn tiểu đội một của ông thế chạy lên đồi cho lẹ để ông ớt với ông viện ở lại đây muốn làm gì thì làm mà mấy lần trước đâu có bị phục kích như lần này nói thiệt với ông nghe số ông cũng mát thay lắm đó chứ không hôm nay tha hồ mà khiêng đó nhật cũng còn thắc mắc về thiếu uy biên người trung đội trưởng tiền nhiệm vừa chết cách đây vài tháng chàng lại hỏi nhiều bộ ông biên chuyên làm vậy sao thế thì làm sao biết rõ tình hình để báo cáo về tiểu đoàn thằng nhiều quay lại ngó đăm đăm như để đo lường sự ngây thơ của nhật một lần nữa rồi nó nhún vai cái đó thì dễ ông để tôi lo cho tiểu đoàn đâu có biết mẹ gì về ngoài này đâu mình nói sao mà chẳng được chợt nhớ ra một điều quan trọng là từ lúc đổ quân tới giờ mà chẳng thấy tiểu đoàn gọi cho lệnh lạc gì hết. Thằng nhiều vội vàng bỏ máy truyền tin từ trên vai xuống rồi kêu lên. Chết mẹ, từ nãy giờ máy im ru. Chắc là lúc nhảy xuống vướng vào cành cây thành thử, máy đóng luôn rồi, để tôi coi lại xem sao. Nó vừa nói, vừa lấy tay ra qua lại trên hàng nút, Nhật thấy máy vẫn còn đang mở. Thằng nhiều bật qua tần số khác. Thì ra tần số trên máy không phải là tần số đang làm việc với tiểu đoàn, mà là một trong những tần số giải tỏa. Khi vừa bật qua là đã nghe tiếng gọi ơi ơi của Đại úy Nghĩa, sĩ quan hành quân của tiểu đoàn. Trùng Dương, Trùng Dương, đây Thái Dương gọi. Nhật toàn chụp lấy ống liên hợp thì thằng nhiều đã mau mắn trả lời thái dương thái dương đây trùng dương nghe có lẽ tức vì chờ đợi quá lâu cộng thêm nỗi lo lắng trông ngóng nên đầu dây bên kia đại úy nghĩa sổ luôn một tràng đủ má mày làm gì mà để tao gọi muốn đứt hơi giờ mới trả lời vậy mày đóng máy ngủ luôn rồi hả đủ má tình hình ra sao rồi đưa tao nói chuyện với thẩm quyền của mày coi nhiều trả lời tỉnh bơ cho dù có nhật đứng ngay bên cạnh chắc nó đã quen làm như vậy khi ông thiếu uy biên nào đó còn chỉ huy trung đội dạ dạ tụi tôi vừa băng qua thung lũng nên đâu có nghe gì thẩm quyền tôi đang đi thăm mấy thằng con chút nữa gọi về mặt trời ngay đủ má mày ổng đi đâu mà mày không theo ổng mày mà cà chớn tao lột da đầu mày nghe con dạ 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 ổng kia rồi để tôi đưa ổng nói chuyện với mặt trời. Nói xong, Nhiều đưa ổng liên hợp cho Nhật. Nó nói khẽ vào tai chàng. Ông cứ phịa đại ra là đang đốt, đang phá, đang nhăn hàng ngang, dẫm nát mục tiêu. Mấy ổng ở nhà không biết con mẹ gì đâu. Nhật đành phải trả lời ấm ớ những câu mà thằng Nhiều gà cho chàng mượn cớ là đang cố gắng bắt tay mấy thằng con đang đi lạc để mau chấm dứt câu chuyện nhưng đại úy nghĩa vẫn chưa tha sao mà lạc được ba chiếc trực thăng đổ dồn vào một điểm mà nhưng vừa lúc đổ xuống tụi nó bắn và pháo quá ngóc đầu lên không nổi tan tác luôn trời đất ơi dữ vậy sao chỉ có mấy con chuột nhắc thôi mà Thế có đứa nào rách áo hay đi phép không? Thằng một với tôi thì chưa, nhưng không biết thằng hai với thằng ba ra sao. Tôi đang cố gắng bắt tay với tụi nó. Cố gắng lên, cần gì cho biết ngay. Tao sẽ trực máy 24 cho chú mày. Nếu muốn, con gà cô nó sẽ gáy cho dài chục trang. Sau khi nói chuyện xong, là Nhật vội vàng đi ngay lên ngọn đồi trước mặt, theo lời dục giả của nhiều dù rằng chàng chẳng biết hai tiểu đội kia lúc đó đang ở đâu tiếng súng vẫn giòn giã nổ nỗi lo sợ bị chết hay tật nguyền cứ ám ảnh chàng cẩn thận dặn trung sĩ thế đi đầu nhật và mấy thằng tà lọt đi giữa rồi mấy đứa theo sau đường đi thật vô cùng khó khăn toàn là ruộng bậc thang cao leo đến mệt nhoài cả người đã thế tiếng súng cứ luôn luôn nổ hình như có cả đạn súng cối địch quận pháo đâu đó bên phải bên trái loạn xạ làm nhật chẳng phân biệt được có lúc chàng phải trườn bò như rắn cuối cùng thì cả bọn cũng mò lên được ngọn đồi ngọn đồi cao nhất bóng cây cổ thụ với tàng cây trải dài hàng vai chục thước vừa lên tới nơi nhiều bỏ ngay ba lô đựng máy xuống. Nó vươn vai cho thoải mái rồi nói với Nhật. Lên tới đây là an toàn rồi đó. Chấp tụi nó có 130 ly cũng không bắn tới được. Nhưng mà ông thầy phải bảo trung sĩ thế. Cho con cái bung rộng ra và đặt toán gác ngày. Mấy thằng du kích nhám mò lên đây lắm. Nói xong không đợi Nhật trả lời. Nó sai luôn hai thằng tà lò chuyên môn vác mùng mền và lương khô cho chàng. Thằng Kiệt, mày lo đi kiếm cây, mắc cái võng để ông thầy nghỉ lưng coi. Còn thằng Du, mày ra nói với trung sĩ thế, là lệnh của thiếu úy cho con cái bung rộng ra. Nhớ đặt toán gác này cho cẩn thận. Thấy Nhật vẫn yên lặng, nó ra lệnh cho chàng luôn. Còn ông thầy thì tạm nghỉ lưng trên tấm bông xô này. Tôi đi bảo tụi nó nấu cái gì ăn nhật ngoan ngoãn đặt mình lên tấm bông sâu nỗi mệt nhọc và lo lắng làm chàng quên cả đói chàng bồn chồn không biết tình trạng của hai tiểu đội kia ra sao có đúng như là thằng nhiều nói là họ sẽ tập trung ở đây sau khi thi hành xong công tác mà không biết đạn nổ kinh khiếp đến như thế thì có ai việc gì không họ cần gì và chàng làm được gì cho họ nhỡ có ai bị thương thì làm sao họ xin trực thăng tản thương khi cả trung đội chỉ có một máy để liên lạc thì chàng đang giữ trong tay nếu nhật cứ ngồi nghỉ ở đây để chờ họ thi hành xong công tác rồi rút về thì trung đội cần gì có một sĩ quan như chàng để chỉ huy hành quân chứ Chào ơi sao mà nhức đầu quá thế này tiếng máy lại vang lên nhưng nhật vẫn nằm yên suy nghĩ mặc kệ cho thằng nhiều trả lời thay chàng với người nào đó ở đầu máy bên kia chàng chợt nhận thấy một điều là từ lúc đổ quân cho đến giờ nhật chỉ theo lệnh của thằng nhiều chắc có lẽ nó đã quen thuộc điều động trung đội từ lúc còn ông thiếu uy biên nào đó bây giờ nó cũng muốn chàng sẽ làm một ông biên thứ hai để mặc nó muốn làm gì thì làm nhật mới bổ sung cho tiểu đoàn vừa đúng được hai tháng chàng không rõ lắm về cái chết của ông thiếu ý hào hoa này chàng chỉ nghe phong phanh như huyền thoại về cái chết của biên trong tay một người con gái rất đẹp nửa người nửa ma huyền bí âm u như núi rừng của đám dân thượng hre này nơi tiểu đoàn chàng đóng quân là một tiền đồn hoang vu giữa núi rừng con tum quảng ngãi trung đội chàng chú đóng lại cách xa hẳn tiểu đoàn cả năm sáu cây số đường chim bay nó là một tiền đồn phụ của một tiền đồn biệt động quân biên phòng xa nhất của quân khu 1. dân sống quanh vùng chỉ một số rất ít người kinh họ là vợ con hoặc thân nhân của những người lính được đổi lên từ miền xuôi còn lại toàn là người thiểu số hờ những buôn làng xa xa treo leo trên sườn đồi, lẩn khuất trong làn sương sớm, mây chiều cho Nhật cách cảm tưởng như đang sống trong một thời nào xa xưa lắm. Chỉ thấy được trong những bức tranh cổ tích hay trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung mà chàng đã đọc trong thời gian còn đi học. Ở đây, Nhật đã được nghe đủ thứ chuyện tưởng như không bao giờ là chuyện thật. Chàng đã lạc vào một thế giới huyền bí, với những phong tục tập quán lạ lùng, vừa buồn cười vừa quyến rũ, nhưng hấp dẫn nhất vẫn là những cô sơn nữ với làn da sạm nắng, mặn mà và đôi ngực trần to tròn. Họ mặc váy dài kín đáo che ngang thân thể, nhưng lại không mặc áo. Từng đàn thản nhiên vác cùi đi trong nắng sớm lên nương, vừa đi vừa ríu rít cười nói như chim buổi sáng cách quyến rũ nhất ở nơi các nàng là đôi mắt to tròn và đen nháy nhật đã nghĩ đây là món quà quý báu mà thượng đế ban cho không phải cho những nàng sơn nữ mà là cho những gã trai trẻ trong buôn làng nhưng tiếc thay họ không nhận thấy có lẽ vì những mưu sinh vất vả hàng ngày thì đôi mắt to tròn mộng ướt kia chẳng có giá trị gì hơn những trái bắp hay những củ khoai mà họ vừa đào được trên nương. Đối với họ, người con gái chỉ dùng để làm việc, để sinh đẻ và để mua bán. Ông thiếu ý đại đội trưởng của chàng, người sinh ra và lớn lên ở đây, có tất cả 12 bà vợ. Bà trẻ nhất chỉ vừa 16. Hãy cứ thấy nhà ai có con gái lớn, vừa mắt, là ông đem trâu tới cưới hỏi đàng hoàng. Cái giá của những nàng con gái ở đây được tính bằng giá những con trâu. Dĩ nhiên là cưới vợ được tính bằng trâu, nhưng mà muốn ngủ với vợ người khác thì cũng phải trả chồng họ bằng trâu hay tệ nhất là heo, gà tùy theo nhiều hay ít. Bởi vì chính người vợ khi trao đổi ái ân với người khác xong thì lại nói ngay với chồng mình để anh ta đòi nợ. Cho nên, ngay chính trong đại đội của chàng, mỗi khi có cuộc hành quân dài hạn, là thế nào cũng có những vụ bắt đền phân xử. Quanh đi, quẩn lại, chuyện mà Nhật để ý nhất vẫn là cái chết của Thiếu Y Biên, người đã ra đi vì gái, và để lại cho chàng cái trung đội đồn trú tại một nơi có lẽ là heo hút nhất quân khu. Chuyện của ông ấy chàng chỉ được nghe kể lại. Thoạt đầu bằng một vụ lẹo tạo với vợ của một người lính thuộc cấp. Hồi ông còn làm đại đội phó cho một đại đội tiếp ứng ở miền xuôi. Không may cho ông, chuyện đổ bể tùm lum và người hùng hục được lãnh 30 ngày trọng cấm rồi đổi lên miền núi làm trung đội trưởng lên đây giữa bầy sơn nữ thơ ngây thiếu uy biên mừng hớn hở như gươm lạc giữa rừng hoa ông được ông thiếu úy người địa phương có 12 vợ dẫn lối chỉ đường trong thổ ban đầu nên như rồng mây gặp hội trong căn hầm của ông không ngày nào là không có bóng dáng những nàng phà ca thấp thoáng ông lại khéo xoay sở đôi khi dùng cả quyền uy và những lời dọa nạt nên chẳng phải mất trâu nào mà vẫn cứ cơm no gái cởi cho đến một hôm trong chuyến hành quân truy kích dẫn trung đội trở về đi ngang qua đồi trinh nữ thật ra đồi trinh nữ chỉ là một cái tên mà một ông nhà thơ quân đội làm trưởng ban năm của tiểu đoàn đặt cho một vòng cao độ 157 mét và bên kia bờ sông re đối diện nơi đồn trú của trung đội nhật phía sau lưng đồi là những ngọn núi cao ngất của dãy trường sơn âm u hoang dã có phải cái vẻ bé bỏng xinh xinh giữa làn nước sông re trong veo uốn khúc đó mà có cái tên thơ mộng kia chăng không hẳn vậy vì tuy gọi là thế nhưng đồi trinh nữ chẳng những không mượt mà óng ả à, mà nó gồ ghề lợm chởm bởi những tảng đá xù xì lớn nhỏ đủ hình đủ cỡ rồi những cây to cao những bờ bụi rậm rạp như chẳng bao giờ có bước chân người đây là một điều làm nhật vô cùng thắc mắc vì tuy nó rất gần nơi chú đóng nhưng ai cũng mù mờ khi được hỏi về nó đôi khi người được hỏi lại có vẻ sợ sệt khi phải trả lời nhất là những ông lính người Re thì lại càng tin chắc rằng đó là một nơi huyền bí linh thiêng. Những người dân thượng sống quanh vùng đã quả quyết rằng trong những đêm trăng sáng, họ thường thấy bóng dáng một người con gái, tóc xõa dài ngồi trên tảng đá lớn bên bờ sông Re, dưới chân đồi Trinh nữ, đối diện với tiền đồn của Nhật. Có lẽ nàng là một trong những hồn ma chết oan trong những trận chiến giao tranh hàng chục năm về trước ngày ấy nước sông re đã đổi màu vì máu đỏ chan hòa những người lính cộng sản miền bắc đã giải phóng nhanh và gọn cả một đồn lính và gia đình của họ lúc ấy có nhiệm vụ bảo vệ con đường quảng ngãi con tum vừa mới hoàn thành cộng sản mà đã ra tay thì không còn ai sống sót già trẻ lớn bé cha mẹ con cái của những người lính ấy như là những khóm chuối non cho các thanh mạ tấu vung lên tha hồ mà chặt thế nhưng người vợ thì họ còn sống thêm ít lâu để làm hộ lý rồi mới chặt sao đến nay dấu vết man rợ xưa đã được nước sông re cuốn rửa đi sạch sẽ nhưng hàng đêm người dân thường sống quanh vùng vẫn thường nghe thấy tiếng khóc than tiếng gào thét kêu xin mới đây họ còn được thấy cả hình bóng một người con gái thấp thoáng ẩn hiện mập mờ trên sóng nước lung linh họ tin ngay nàng là một trong những nàng trinh nữ ngày xưa đã chết vì những lưỡi dao oan nghiệt vẫn còn vấn vương cõi trần họ sợ sệt họ kính cẩn mỗi khi nhắc tới đồi con yên. Con yên là tiếng họ chỉ người con gái chưa chồng. Và trong tiểu đoàn có một ông thi sĩ thích thơ thích thần. liền đặt tên cho cái vòng cao độ 157 mét kia là đồi trinh nữ. Lâu dần, mọi người trong tiểu đoàn đều quen gọi và trinh nữ thành tên từ đó. Một hôm, dẫn quân đi tuần tiểu trở về, thiếu uy biên thấy thấp thoáng trên sông bóng dáng một chiếc thuyền nan lâu nay trên khúc sông khuỳnh ra rộng như mặt hồ thỉnh thoảng vẫn có những chiếc thuyền con của những người miền xuôi lên đây buôn bán thổ sản giăng lưới giăng câu kiếm cá đầu tiên họ được sự chấp thuận của bộ chỉ huy tiểu đoàn chỉ được giăng câu trong những phạm vi giới hạn lâu dần cái giới hạn đó được co giãn bởi những người dân câu chính là lính của tiểu đoàn hay vợ con của họ. Thành thử, khi thấy trên sông có con thuyền lững lờ trôi, biên không lấy gì làm lạ. Ông ta chỉ giật mình lạ lẫm vì người con gái đang nhẹ mái chèo kia sao mà đẹp quá. Chắc chắn nàng không phải là những nàng sơn nữ mà hàng đêm vẫn thường run rẩy trong vòng tay điệu nghệ của biên mái tóc dài xõa bay hờ hững bên chiếc nón lá đặt ngửa hững hờ chiếc áo bà ba màu hoa khế căng chật bó lấy hai bờ vai tròn trịa rồi nhô lên trên cồn ngực căng phòng nhấp nhô trong nhịp thở Chào ơi đây có phải là thiên thai và kia có phải là tiên nữ không trong một khoảnh khắc, biên tưởng mình là một trong hai chàng lưu nguyễn ngày xưa. Rồi nhớ tới những câu hát trong bài Thiên Thai của Văn Cao Thiên Thai. Trốn đây hoa xuân chưa gặp bướm trần gian. Thiếu uy biên liền cho hết thuộc cấp về doanh trại. Cả mấy thằng tà lọt cũng cút đi cho khuất mắt. Rồi chỉ một mình ông ra lệnh cho chiếc thuyền cập sát vào bờ để ông khám xét. Dĩ nhiên, lệnh của một ông thiếu ý trưởng đồn đưa ra, ai nào dám cãi. Người con gái ngoan ngoãn cho thuyền cập bến mời biên lên khám. Đầu tiên, ông thiếu ý phải thi hành công vụ, chứ không phải thấy cái đẹp làm bỏ qua mọi chuyện. Ông nhìn qua một lượt trong khoang thuyền, vẫn chưa thấy có gì khả nghi. Không thấy vũ khí, hay lương thực để có chút bằng cớ để mời cô nàng về đồn nói khai thác? Hay là cô nàng có vũ khí giấu ở trong người? Biết đâu đấy, cứ nên cẩn thận là hơn. Nghĩ thế, biên không còn ngần ngại. Chàng ta khám xét rờ mó tận tinh. Cái công việc mà đáng lẽ để cho một người nữ quân nhân đảm trách. Nhưng Biên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vì người con gái không có một chút gì phản kháng mà còn liếc mắt tình tứ nhìn chàng miệng cười lẳng lơ làm chàng biên nghĩ ngay rằng mình có số đào hoa mà cứ nhìn cái mặt lưỡi cày của biên với những nàng sơn nữ vây quanh thì ai cũng phải công nhận rằng biên có số hoa đào từ đó hai người như ưu lang chức nữ xa cách cả năm mới gặp mặt nhau. Họ quấn quyết không rời. Tuy vậy, người con gái không bao giờ muốn trường mặt ra cho mọi người thấy. Có lẽ nàng nhút nhát, e thẹn, hay cần phải giữ giá để mai sau cuộc tình. Nếu có gian dở thì còn kiếm được tấm chồng. Bất cứ lý do nào biên không cần biết, đâu cũng được, bờ cây, bụi cỏ, hốc đá lòng khe cũng tốt như chiếc giường ngủ đóng bằng những két đạn pháo binh trong căn phòng ẩm thấp của biên đôi khi nàng cũng bằng lòng về doanh trại nhưng thường là trong đêm khuya khoát không ai để ý và ít ai nhìn thấy rồi một hôm thiếu biên bảo mấy thằng tà lọt của ông rằng hôm nay ông sẽ đi giăng câu cuộc sống ở tiền đồn sau những ngày đi hành quân thường buồn bã và nhàm chán, thành thử khi ông thiếu úy có thu vui tao nhã trên sông thì cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng hôm ấy, ông đi suốt cả đêm không về nữa. Đó là chuyện lạ, vì không bao giờ quân lệnh cho phép một người trưởng đồn trốn dù như lính. Chờ mãi đến trưa hôm sau, trung sĩ viện, trung đội phó đành phải báo cáo lên tiểu đoàn. Đích thân thiếu y ruồi đại đội trưởng, người sinh ra và lớn lên trong buôn làng này, chỉ huy tìm kiếm, nhưng cũng chẳng thấy đâu. Mấy ngày sau, dân đi rừng về, thấy xác ông thiếu ý trẻ tuổi đào hoa dập dờ trên sông Re, bên đồi chinh nữ. Từ đó về sau, còn biết bao nhiêu chuyện được thêu dệt về ngọn đồi huyền bí kia người con gái mà không một ai trông thấy mặt rõ ràng được dân re tin chắc rằng là cô gái ma trên đồi trinh nữ người ta lại càng ngại ngùng hơn khi phải nói đến ngọn đồi và càng lo sợ hơn khi phải đi ngang qua nó có những người yếu bóng vía hơn thì hướng về đó mà cầu nguyện những người lính Hre lại càng sợ sệt hơn. Khi phải đi hành quân, họ cố tránh không bao giờ dám băng ngang. Nỗi lo sợ của họ lây dần sang đám lính người kinh. Và như thế, mặc nhiên, đồi trinh nữ lâu dần là chỗ linh thiêng bất khả xâm phạm. Nhật nhớ lại. Những ngày đầu tiên mới về đơn vị được ngay ông tiểu đoàn trưởng và sĩ quan hành quân ân cần chào đón. Chàng được ngồi lên chiếc xe jeep không mui của tiểu đoàn chạy thẳng ra đây. Ân cần dặn dò vì lúc ấy ông đại đội trưởng người Hore đang say rượu cần bên những bà vợ thơm như thịt nướng. Ba bốn ngày liền chẳng biết là gì, không ai trò chuyện. Nhật chỉ biết đốt liền tay những điếu thuốc, rồi nhìn xa xa bên kia bờ sông mà mơ về Sài Gòn thương nhớ vu vơ bóng dáng những nàng con gái thị thành kiêu xa và ác độc một lần chàng gọi đại mấy người lính cầm súng đi theo giám sát dọc bờ sông băng qua chỗ cạn tiến về ngọn đồi hoang trước mặt mãi đi và suy nghĩ một lúc sau nhật nhận thấy chỉ còn một mình chàng tiến lên phía trước Cả đám lính đã dừng lại xa xa ở đằng sau tự bao giờ. Ngạc nhiên và bực tức, chàng chạy lại hỏi cho ra lẽ, thì ra ngọn đồi mà chàng đang tiến tới kia là đồi Trinh nữ. Rồi mấy người lính thi nhau kể cho chàng nghe những chuyện ghê sợ chung quanh ngọn đồi cao không đầy 200 thước ấy, làm chàng cũng hơi chột dạ. Ngại ngùng bước chân đi tới, dù Nhật vẫn nghĩ rằng chuyện ma quái làm gì có thực ở thế gian này. Hôm ấy, Nhật đã định quay trở lại, nhưng khi Nhật đưa mắt nhìn lên ngọn đồi, sừng sốt thấy hình như có bóng người. Nhật vội vã đưa ống nhòm lên để nhìn cho rõ ràng hơn. Đúng, đúng thật là bóng người. Một người con gái với mái tóc dài bay thướt tha theo chiều gió cuốn Nàng đứng trên một mỏm đá ven sông, hình như đang chăm chú nhìn chàng. Chiều rơi xuống nhanh, màn đêm gần như đang xóa đi vạn vật, Nhật toát mồ hôi, một cảm giác ớn lạnh ghê sợ ùa vào thân thể. Nhật quay phát lại gọi to mấy người lính đang đứng phía sau. Khi mọi người vừa tới, Nhật chỉ cho họ về phía ngọn đồi, nhưng chẳng ai thấy gì ngoài bóng đêm dày đặc tiếng súng lại nổ lên giòn giã ở phía chân đồi tiếng súng như vang vang sát bên tai làm cho nhật quýnh quáng ngồi ngay dậy bỏ mẹ hay là mấy thằng du kích mò lên hỏi thăm mình nhưng mà sao mấy thằng lính của chàng cứ tỉnh bơ nấu nướng cho khói cuộn lên một góc vậy chàng ngao ngán nhớ là bài học chiến thuật mà mấy ông huấn luyện viên trường võ bị quốc gia dạy trong mùa quân sự nào là dừng quân là phải bảo mật không được nấu nướng cho khói um lên ngay cả không được đốt một điếu thuốc vì sợ rằng địch quân ngửi thấy thế mà lính của mình nó lại công khai ồn ào như đang có tiệc liên hoan lại còn ơi ới gọi nhau như đang đi cắm trại vậy giận quá chàng đứng nhảy hét lên dẹp dẹp hết Ngay cho mấy người nấu nướng kiểu này trung sĩ thế đâu ông trung sĩ tiểu đội trưởng hớt hải chạy ra mắt đỏ hoe vì đang thổi lửa nhật nhìn quanh thấy hai thằng tà lọt cùng với thằng nhiều cũng đang trút mấy hộp thịt vào chiếc nón sắt đầy rau rừng đang sôi trên bếp nói ai được bây giờ khi chính mấy thằng đàn em thân tín của mình nghênh ngang nấu nướng cho sếp. Chàng ngao ngán và lờ mờ đoán rằng muốn thay đổi lại cũng không phải dễ, tùy thuộc vào nhiều yếu tố mà chính yếu là chàng. Quãng đường trước mặt nhật đầy những gai trông lợm chởm như vách đá trường sơn, nhật đành dịu giọng. Ông coi lại mấy thằng gác giặc xem, súng nổ gần quá, hay tụi nó đang mò lên chỗ chúng mình vậy? Trung sĩ thế đang đứng nghiêm chỉnh để chờ đợi những lời khiển trách. Thấy thế thì mừng vui trả lời. Ồ oh, không, đó là tiếng súng M16 của mình đó thiếu ý. Chắc là ông ớt với ông viện đang lên. Rồi như muốn giải thích thêm cho ông trung đội trưởng mới của mình, trung sĩ thế nói tiếp. Trình thiếu ý từ nãy giờ toàn là tiếng súng M16 với lại M79 của ta không đó. Tiếng AK khác nổ nghe giòn lắm biết liền à. Nhất là cối 61 hay 82 của tụi nó nổ khiếp hơn M79 của mình nhiều. Lính mình đi tới đâu là rộng tới đó cho nhẹ bớt, khỏi mang về chi cho mệt. Nhất là chỗ nào mà tình nghi làm mấy ổng ấy cho bắn khiếp lắm. Từ lúc mình đổ quân tới giờ đã đụng với tụi nó đâu. Với lại khi thấy trực thăng mình đổ xuống là tụi nó lặn đi mất tiêu rồi. Không có dám trường mặt ra để thiếu ý thấy đâu. Mấy chả đang cho đốt lửa cháy rực dưới bờ ruộng kia kìa. Nhật nhìn theo hướng chỉ tay của người trung sĩ già, dạn dày kinh nghiệm. Quả nhiên có nhiều đống lửa cao ngất qua ống nhòm chàng còn thấy rõ những ông lính áo hoa của chàng như đang đùa với lửa. Nhật vẫn không hiểu tại sao mà khi vừa đổ xuống, súng ở đâu mà nổ kinh khiếp thế? Chàng phân bân nửa như muốn hỏi người hạ sĩ quan già gần bằng tuổi bố mình, nửa như mắc cỡ về sự thiếu kinh nghiệm của mình. Trung chỉ thế, hình như cũng đoán được nỗi khó khăn của Nhật. Ông nói rõ thêm. Trình thiếu ý, lúc nãy trước khi đổ quân súng nổi dữ dội là do trực thăng vũ trang bắn dọn bãi đó tiểu đội của ông viện xuống trước là ào qua cánh đồng chạy sang gò phía bên kia ngay ông viện nổi tiếng nhất đại đội là gan lì và phản ứng mau lẹ ông ấy cho lính dàn hàng ngang vừa chạy vừa bắn như lúc xung phong chiếm mục tiêu đôi lúc hơi quá nhưng mà được cái chắc ăn dù có bị phục kích bất ngờ chăng nữa thì tiểu đội ông ấy cũng xoay sở kịp nhật lặng yên suy nghĩ về người hạ sĩ quan trung đội phó của mình hôm qua trước khi đi vì biết nhật mới ra trường và chưa có kinh nghiệm viện đã khéo léo xin chàng cho ông ta được sắp xếp công việc thấy cớ rằng chàng cần nghỉ mà từ trước tới nay Công việc chỉ huy trung đội vẫn nằm trong tay viện vì thiếu uy biển trước đây không cần biết gì hơn ngoài rượu và gái. Chẳng thế mà ngay lúc hành quân điều động trung đội lại là thằng nhiều mang máy truyền tin. Thì ra từ lúc đổ quân tới giờ chỉ toàn là tiếng súng của phe ta bắn ra để thị uy với địch. Cả những tiếng súng M79 hay M72 mà chàng đã lầm tưởng rằng tiếng súng cối đâu đó nã về. Mới kiến thức quân sự mà quân trường nhồi nhét cho chàng cần phải được đi đôi với kinh nghiệm và thực tế. Kinh nghiệm có được hôm nay Nhật đã phải trả bằng mồ hôi đẫm ướt trong lúc leo đồi, những nhút nhát lo sợ, cuốn cuồng giữa ánh mắt nhạo báng của những người thuộc cấp. Chắc là trong khi Nhật chuối xuống để tránh những lần đạn tưởng tượng, thì thế nào đám lính vây quanh cũng có đứa bụng miệng cười thầm. Chào ơi, nhục ơi là nhục. Đã sợ chết đến như thế, mà ngày xưa còn bay đặt tình nguyện đi lính hiện dịch, dắt cả trung đội đi hành quân, rồi phó mặc cho ông trung đội phó với hai tiểu đội chịu trận ngoài kia còn mình thì leo tuốt lên đây lo chuyện ăn bị uống. Thế thì làm sao mà dám tự hào như lời thằng bạn đã viết? Được lấy làm lời tâm nguyện cho tất cả các tân sĩ quan khi quỳ xuống tuyên thể trong ngày mãn khóa. Ta sinh ra để làm những việc cao cả. Đầu óc nhật bừng lên niềm hổ thẹn. Nỗi tức tối ngay chính mình làm tim chàng đập mạnh. Nhật đứng thẳng dậy, đội nón sắt lên đầu, đeo lại dây ba chạc, trang cầm thêm một cây M16 rồi ra lệnh cho Chung sĩ thế. Ông về tập họp ngay tiểu đội, chỉ trừ mấy thằng gác ngày. Năm phút nữa sẵn sàng theo tôi. Tôi nhắc lại năm phút phải sẵn sàng. Ông nghe rõ chưa? Dạ rõ. Thế nhưng còn đồ ăn đang nấu. Bỏ lại đó cho đến khi xong công tác, ông dặn mấy thằng ở lại canh gác cho cẩn thận, tuyệt đối không được tự ý di chuyển cho đến khi trung đội trở lại, nghe rõ chưa? Quay sang phía thằng nhiều, chàng đã thấy nó sửa soạn mang máy lên lưng. À, thì ra thằng này khôn ngoan hơn chàng tưởng, nghe nhật ra lệnh cho trung sĩ thế. Nó biết ông thầy đang giận nên đã làm trước những gì nó phải làm. Cả hai thằng Kiệt và Du cũng đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Nhìn những quân dụng vừa mới trải ra ngổn ngang trên mặt đất. Nhật dịu giọng. Kiệt và Du ở lại đây, nhớ giúp mấy thằng gác ngày, quan sát cho cẩn thận. Trung đội sẽ tạm dừng quân ở đây chiều nay. Nói xong, Nhật bước về phía trung sĩ thế, đang hò hét mấy thằng lính lè phè. Những tiếng chửi thề, than vãn, bỗng im bặt khi Nhật lại gần. Chàng xốc lại ba lô đang đeo trên vai, rồi ra hiệu cho cả tiểu đội theo chàng xuống đồi. Đi hành quân, Nhật cũng đeo ba lô với đầy đủ khẩu phần lương khô và cầm một khẩu M16 như những người lính khác. Chàng còn quá mới với trận địa, nên những gì đã được học ở quân trường vẫn là kim chỉ nam cho những ngày tháng gian lao khổ cực đầu tiên này những người lính nhìn chàng có thiện cảm hơn hẳn ông trung đội trưởng tiền nhiệm chỉ vì cách xử sự, sự thân tình không xa cách của chàng mấy tháng trước đây trong bài tiểu luận dành cho ngày tốt nghiệp nhật đã viết về tinh thần do thái chàng mong muốn lấy đó làm khuôn mẫu cho người lính việt nam trong cuộc chiến đấu dai dẳng với quân cộng sản trong quân đội do thái người sĩ quan luôn luôn nói theo tôi thay vì nói tiến lên như các quân đội khác đây là một hành động dũng cảm của người chỉ huy do đó mà quân đội do thái đã chiến thắng oanh liệt kẻ thù đông gấp cả trăm lần chính vì đang nghĩ và muốn bắt trước như thế, nên Nhật cứ bất chấp hiểm nguy tiến về phía trước. Nhưng mà Trung Sĩ Thế luôn luôn là một người hạ sĩ quan có nhiều kinh nghiệm và vô cùng điệu nghệ. Ông không để Nhật phải đi đầu, dù rằng chàng muốn thế. Ông đã mau mắn cho mấy thằng kinh binh chạy trước. Đường đi xuống không vất vả mệt nhọc như lúc đi lên, làm cho Nhật như có thêm sức mạnh những tiếng súng giờ đây đã phần nào quen thuộc nhật dần nhận ra được tiếng súng ở từ mọi phía chàng an tâm tiến bước chỉ một lúc sau là nhật đã đứng ở bậc ruộng cao nhất của cánh đồng loang lộ cháy phía trước mặt những người lính đang vây quanh đống lửa mặt mày rạng rỡ với những sâu thịt được nướng nguyên cả lông chưa cạo Chàng lấy làm lạ hỏi thằng nhiều. Thịt ở đâu mà đứa nào cũng có cả sâu trên ba lô vậy? Chắc là mấy con heo của tụi Việt Cộng thả rông trong rẫy thì phải. Ông thầy nên nhớ rằng đây là vùng của tụi nó, nên tất cả cái gì có ở đây là của tụi nó hết. Nhật nhìn ra xa, cả một cánh đồng ruộng bậc thang chạy dài hàng cây số cả một lòng chào rộng được địch quân canh tác. Nếu được mùa có thể nuôi nổi và giấu kín cả một sư đoàn. Dù chưa có một kinh nghiệm gì về chiến trường, nhưng chàng cũng nhận ra rằng trung đội của chàng thật quá ít để đi lục soát một vùng đất đai như thế. Nhưng mà được cái đất đai tuy có rộng, nhưng bỏ hoang rất nhiều. Chỉ có vài khoảng đất nhỏ còn đang được canh tác. Điều này có nghĩa là chúng thường xuyên bị lục soát và đánh phá. Nhật bước lại gần hơn bên đám lửa. Thấy chàng, trung sĩ viện bội chạy lại. Thư ý, tôi tưởng Thư ý đã lên đồi rồi. Giọng của ông thành thực, không có chút gì là chế nhạo hay giễu cợt, Vì ông nghĩ rằng Nhật là trung đội trưởng, chức vị cao hơn, thì phải được an nhàn và bình an hơn từ trước tới nay đều xảy ra như vậy nhất là khi còn thiếu uy biện chỉ huy cái lệ ấy được phát huy một cách công khai và triệt để nhật nhìn thẳng vào mắt người hạ sĩ quan thuộc cấp thành thực trả lời lúc nãy tôi chưa quen nên hơi mệt tính leo lên đồi nghỉ chân một lát nhưng nghĩ lại mấy ông ở dưới này lại không an tâm nên quay xuống ba cái chuyện lặt vặt này có đáng gì đâu thúy ý thư ý để chúng tôi lo ông cứ nghỉ cho khỏe tối nay mình có tính về luôn không Thư ý nhật không trả lời ngay chàng hỏi lại trung sĩ viện công tác hoàn thành tốt đẹp chứ có gì lạ không thì cũng như mấy lần trước gặp gì mình phá nấy à mà ở phía con suối bên phải này có cái nhà chúng nó mới dựng lên đứng trên đồi không thấy được vì nó khuất dưới tàn cây theo tôi ước lượng thì tụi nó ở đây chắc đông hơn tiểu đoàn phỏng đoán thấy mình quá đông chúng nó chưa ló mặt ra nhưng chắc chắn nó sẽ bám sát tụi mình mắt nhật chợt sáng lên chàng hỏi dồn ông thấy có cái nhà thế có gì trong ấy ông có cho phá hủy không thì tôi cho đốt liền nhưng chắc tụi nó mới làm cây còn tươi nguyên khó cháy lắm để mình lên đồi cho chúng nó tưởng rằng mình đã rút đi thế nào cũng mò ra là mình kêu pháo binh dập xuống nhật nhìn thẳng vào đôi mắt người thuộc cấp nhật muốn chuộc lại những hốt hoảng lầm lẫn ban đầu muốn cho Trung sĩ Viện hiểu rằng chàng hoàn toàn không giống ông thiếu úy biện lúc trước. Nhất là chàng, một thanh niên đã chọn binh nghiệp cho cả một đời không thể không can đảm. Nhật Cương quyết ra lệnh, khỏi cần, ông dẫn tôi tới đó đi. Trung sĩ nhất Nguyễn Minh Viện ngạc nhiên nhìn lại ông thiếu úy trung đội trưởng, mặt còn non chuệt của mình. Không, trong ánh mắt trong sáng kia ông thấy chân thành và dũng cảm khác hẳn với ánh mắt sợ sệt nhưng đầy dục vọng của thiếu uy biên trước đây ông cũng cảm thấy phấn khởi nhưng vẫn còn thận trọng bây giờ cũng đã về chiều rồi mình vừa rút lại biết đâu chúng lại mò đến à thế thì mình lại càng phải quay trở lại nói xong nhật ra hiệu cho một người lính hre đang cầm khẩu M79 đưa súng cho chàng. Đạn đã sẵn trên nòng. Nhật chỉ dương biểu xích lên và nhắm bụi cây xa xa mà viện chỉ cho rồi bóp cò. Viên đạn chui ra khỏi nòng, bay vụt tới cành cây nổ xòe ra như đó hoa bằng lửa. Tiếng nổ giòn tan làm cho Nhật càng thêm phấn chấn. Khói súng kích thích mạnh vào tâm hồn thần kinh chàng làm cho Nhật cảm thấy thêm tự tin và cứng rắn. Nhật cười thầm cho nỗi sợ sệt ban đầu của mình. Những người lính vây quanh chàng vỗ tay tán thưởng. Trong lúc đó, trung sĩ viện cũng reo lên. Đó đó, đó, căn nhà của tụi nó ngay chỗ đó đó. Thú ý, mình đi ngay kẻo tối. Nhật quay lại dặn dò trung sĩ thế nằm lại chờ ở trên bờ rồi ra lệnh cho viện dẫn chàng đi. Chỉ bằng những thủ lệnh đơn giản nhanh và gọn của viện, đoàn quân đã thay đổi đội hình tiến tới mục tiêu. Nhật bám lấy những lùm cây nhỏ lần xuống khe. Chừng 15 phút sau, chàng đã dừng bước. Một vạt đất không rộng lắm, ăn sâu vào vách núi, nhờ những cành cây rậm rạp trên đầu che lấp, nên đứng ở phía trên, Nhật không thấy được dưới tàn cây, một mái lều treo leo đã bị giật đổ. Mái làm bằng nứa còn tươi, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Bỗng nhiên, trung sĩ viện ra hiệu cho mọi người dừng lại. Ông chạy tới bên Nhật, kéo chàng nấp sau một tảng đá to, chỉ vào mái lều vừa sập. Hiếu y coi, tụi nó vừa mò về, không ngờ mình quay trở lại, nên chắc đang lẩn trốn đâu đây. Thật không? Sao ông biết? Khi kì kìa, ông có trông thấy cái túi vải treo lủng lẳng kia không? Khi nãy tôi cho quần nát bấy khu này rồi mà có thấy gì đâu. Mình phải cẩn thận mới được. Nhật đưa mắt nhìn quanh, bốn bề im lặng lạnh lùng. Cái cảm giác rờn rợn chợt thoáng qua trong đầu óc. Trên cành lá, cây rừng chim vẫn hót. Biên giới của sự sống và chết thật cận kề, tiếng chim líu lo vang vọng trên kia là sự sống, và nỗi lạnh lùng ghê rợn quanh đây là sự chết. Hôm nay, chàng đang đi giữa hai lằn ranh sống chết. Chỉ một giây ấn tay vào cò súng, một tiếng nổ bung ra là một mạng người nằm xuống. Dễ dàng và mau lẹ như một hơi thở, mau lẹ hơn cả những lời nhắn nhủ người thân lúc bước ra đi. Nhật cố xua đuổi những ý nghĩ bi thảm. Chàng nhìn vào mái lều sụp đổ. Trên chiếc cọc ngắn duy nhất còn đứng thẳng. Một chiếc túi vải đen đã bạc màu treo trên đầu cọc. Rõ ràng là khi lính của chàng vừa rút đi, thì bọn nó đã mò về xem xét. Chúng không ngờ bọn chàng quay trở lại nên hốt hoảng lần trốn, vội vã nên quên cả cái túi sách kia nhưng mà chúng chạy vào đâu khi lính của chàng đã vây bủa khắp nơi trên dưới chỉ có nước là chùi xuống đất thôi chắc là thế nhật vẫn thường được dạy khi còn ở trong trường là mấy thằng du kích chuyên môn chạy xuống hầm bí mật mỗi khi cùng đường vậy thì chúng còn ở quanh đây hay là chúng cố ý để lại gài bẫy bọn chàng biết đâu cái túi vải kia chẳng có một sợi dây nối liền với một quả lựu đạn hay một trái mìn định hướng nghĩ vậy chàng ra lệnh cho trung sĩ viện ông cho lấy cái túi sách kia xuống cho tôi nhớ nói tụi nhỏ phải cẩn thận có khi bọn nó gài lại đó hai người lính khinh binh thận trọng tiến tới họ đã quen thuộc với trận địa nên rất lanh lẹ và chính xác chỉ vài phút sau là cái túi được gỡ ra khỏi cọc. Nhật ra dấu cho họ mang tới ngay cho chàng. Chiếc túi sách màu đen không lớn lắm, tuy đã bạc màu nhưng thật là xinh xắn. Có lẽ nó đã được may bằng một bàn tay khéo léo. Nhật mở túi, thò tay vào lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Có lẽ vừa là sổ chấm ăn, vừa là nhật ký. Chàng lần dở vài trang, trao cho viện rồi đưa tay vào túi bỗng nhật giật mình chàng vừa chạm vào một vật gì vô cùng mềm mại nắm chặt trong tay chàng dùng tay kia banh miệng túi nhìn xem trong lòng bàn tay chàng một chiếc xì lip nhỏ đang nở bung ra như một đóa hoa ngọc anh trắng mốt chiếc quần lót của phụ nữ kiểu mới được làm bằng vải pha với ni lông nhẹ tênh mượt mà vô cùng quyến rũ nhật nhắm mắt bàng hoàng ngây ngất nghĩ đến làn da thịt quyến rũ thơm tho khi mảnh vải êm ái kia úp vào chiếc xì líp quá nhỏ chỉ vừa che đủ cái hấp dẫn nhất trong thân thể một người con gái mà chàng đã lâu chưa hề được thấy một cảm giác rạo rực cuồng bạo nổi lên trong thân thể làm cho nhật chợt như không còn đứng vững hả thiếu ý làm sao vậy thiếu ý ông có mệt lắm không tiếng kêu thẳng thốt của trung sĩ viện làm nhật như tỉnh cơn mê chàng quay sang người thuộc cấp mỉm cười rồi lại ngó vào trong túi vải bên cạnh chiếc xì líp là một chiếc nịt vú và một chiếc gương soi. Tất cả những đồ vật còn mới tinh, chắc chưa được dùng qua lần nào. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra cho Nhật. Ở một nơi đèo heo hút gió, sống và chết chỉ là một lần ranh. Tại sao lại có một người con gái? Chắc hẳn phải là một người con gái đẹp, một thiếu nữ người kinh, khác xa hẳn những nàng sơn nữ ngực để trần phơi đôi vú tròn to dưới nắng chiếc quần lót này là kiểu mới nhất chứng tỏ rằng cô nàng vừa lên núi chàng chưa gặp việt cộng bao giờ nhưng suy ra từ những lời diễn tả của các bậc đàn anh thì mấy con mẹ du kích hay giao liên việt cộng đều có họ hàng với trung vô diệm chẳng là họ không có hy vọng gì có được tấm chồng như những người con gái khác nên đi làm giải phóng thôi. Nhưng mà đây, người con gái có chiếc quần áo lót chắc phải dễ thương quyến rũ như những đồ vật mềm mại êm ái kia. Trung sĩ viện lại reo lên. Ông ta vừa thấy xếp trong trang giấy. Một tấm ảnh đã phai màu. Nhật đưa tay cầm lấy quyển sổ và bức ảnh đưa ngang tầm mắt. Chàng bỗng sừng sốt khi nhận ra bức ảnh vô cùng quen thuộc bức hình được chụp từ lâu lắm nhật gấp ngay cuốn sổ bỏ tất cả mọi thứ vào trong túi vải rồi trang tháo ba lô trên vai xuống cẩn thận xếp chiếc túi dưới đáy ba lô đầu óc nhật làm việc không ngừng chàng cố tìm những lời giải đáp cho những câu hỏi quay cuồng trong đầu nhất là phải quyết định làm gì ngay lúc này đây chàng vẫy tay ra dấu cho trung sĩ viện lại gần rút tấm bản đồ trong túi quần trận trải lên tảng đá những vòng cao độ màu nâu dày đặc chiếm hầu hết trên mặt bản đồ xen lận những chấm xanh đỏ ghi những trục tọa độ những điểm đóng quân nhật dùng đầu chiếc bút màu chỉ vào một vòng cao độ mà chàng xác định là điểm đang đứng rồi hỏi viện Chúng ta đang đứng ở đây, vẫn còn nằm trong tầm đạn pháo binh của tiểu đoàn. Vì vậy, tôi quyết định ở lại đây đêm nay. Chung quanh đây có ba ngọn đồi, ngọn gần nhất thì đã có lính của mình trên đó, còn hai ngọn kia mình xin bắn pháo binh nhỏ giọt, ông nghĩ thế nào? Trung sĩ viện mở to mắt kinh ngạc nhìn Nhật. Thường thường thì sau mỗi lần đổ quân càn quét kỹ càng như hôm nay là trung đội phải rút lui lẹ làng để tìm điểm qua đêm. Đường về doanh trại không xa lắm. Nếu tính theo khoảng cách chim bay, nhưng trong thực tế xa xôi và gian khổ hơn nhiều. Trước đây, mỗi lần đổ quân là thiếu úy biên chạy thẳng lên đồi, nằm chờ viện và ớt đốt phá càn quét xong, là cùng nhau rút lẹ ông ta cẩn thận chọn một cao điểm an toàn và gần doanh trại để qua đêm sáng hôm sau ngủ dậy chỉ việc tà tà cà phê thuốc lá chờ chiều xuống thì kéo quân về không ai dám dừng quân ngay trong vùng đất địch bởi vì trên trận địa ban ngày thì quân ta làm chủ tình hình nhưng đêm tối thì ta co cụm lại trong một vùng đất vô cùng xa lạ khi ấy địch quân bắt đầu bám sát. Không biết cái ông thiếu úy này toan tính gì trong đầu mà lại hỏi câu này. Viện thận trọng trả lời, tôi thấy không nên lắm vì đây là vùng của chúng nó. Ban đêm chắc chắn tụi nó không chịu thua mình đâu. Và lại, nếu mình nằm lại đây hôm nay thì tối mai chưa chắc mình về tới doanh trại. Sao lại không kịp? Này nhé, mình không đi theo con đường mà thiếu ý biên đi trước đây xa lắm tại sao ta không men theo bờ sông re có phải gần hơn không nhưng nếu thiếu ý đi đường này là phải băng ngang qua đồi trinh nữ đó thì chúng ta băng ngang qua chứ sợ gì ồ cái này thiếu ý nên xét lại bọn lính thượng ngay đến cả ông trung sĩ ớt nghe nói đến gần đồi trinh nữ là đã run bắn lên rồi, còn đi với đứng gì được nữa. Mới rằng lính người kinh mình cũng có đứa xón đái đã quần chứ chẳng chơi đâu. Nhật ranh mãnh hỏi người thuộc cấp đã có tiếng là gan lì và can đảm. Thế còn ông thì sao? Ông có sợ không? Ông tin có ma thật không, ông viện? Tôi thực ra thì chưa thấy bao giờ, nhưng mà nghe chúng nó nói riết cũng hơi ớn ớn chứ ông nghe ra làm sao? Thì tụi thượng quanh vùng đều bảo rằng đồi trinh nữ linh thiêng lắm. Ai mà tới gần đều bị nó bắt cả hồn lẫn xác luôn. Bọn họ mỗi khi đi rừng về tránh xa, không có dám đi gần đâu. Cũng có những đứa không tin, mò mẫm vào đây đều chết ngắc. Ngay đến cả ông thiếu ý rồi nhà mình cũng ớn luôn. Nhất là sau khi tìm thấy xác của thiếu ý biên nổi lên trong sông re sát chân đồi trinh nữ thế ông biên cũng mò lên trên đồi trinh nữ à đâu có ông thiếu biên sợ lắm vậy mà không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào làm sao mà ông ấy lại bỏ sát dưới chân đồi như vậy đấy 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 ông thấy không sợ hay không một khi mà đã tới số thì đâu có tránh khỏi bây giờ tôi quyết định thế này tôi sẽ cho ông trung sĩ thế và trung sĩ ớt dẫn lính ông nằm lại phòng thủ trên đồi còn ông chọn lấy một hai thằng khá khá theo tôi có điều hơi phiền là cả trung đội chỉ có một máy truyền tin thanh thử mình nằm lại phải dùng pháo lệnh để liên lạc với nhau mình đi đâu thưa ý không đi đâu cả mình cho bắn phá quậy nát rồi cho lính mình rút hết riêng ông và tôi thằng nhiều và mấy thằng lính của ông sẽ nằm lại ngay đây. Giỡn chơi thiếu ý. Sao lại giỡn? Ông không thấy là tụi nó nằm đâu đây sao? Mình còn ở đây thì sức mấy mà chúng nó bò lên. Mình phải rút lui thì may ra chúng mới ló mặt ra chứ. À, 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 à đúng rồi. Nhưng nằm lại đây cũng ớn lắm chứ chẳng chơi đâu. Ông thầy thử nghĩ xem. Mình nằm dưới thung lũng khác nào cá nằm trên thớt nhật ngạc nhiên thấy lần đầu tiên viện gọi mình bằng ông thầy chắc trong lòng ông ta cũng đã dành cho chàng chút ít cảm tình hay kính phục nào đó chàng giải thích tôi cũng biết là nằm lại dưới trũng sâu này rất nguy hiểm nhưng mình có được một lợi điểm vô cùng to lớn đó là yếu tố bất ngờ trong chiến tranh chữ ngờ thường khó học cho cả ta và địch ông thử nghĩ coi Việt Cộng thường tự hào rằng chiến trường ban đêm là của tụi nó. Chúng nó không thể ngờ rằng mình dám cả gan nằm lại đâu đây, nên chúng nó sẽ ló mặt ra khi tưởng mình đã rút hết đi rồi. Lúc đó thì ta tha hồ hốt về một mẻ cá lớn như Đại úy Nghĩa đã nói. Có đúng không nào? Nói xong, Nhật vui vẻ đến vỗ vai người thuộc cấp chàng cũng ngạc nhiên thấy lòng mình bình tĩnh lạ lùng. Có lẽ tấm ảnh và những đồ vật chàng đang giữ trong tay làm cho chàng có cảm tưởng rằng địch thủ của mình chỉ là một người con gái mà chắc là phải xinh tươi và quyến rũ như chiếc quần lót mềm mại đang nằm ngoan ngoãn trong ba lô của mình. Chàng còn câu mong rằng những đồ vật đó đúng là của người đang giữ nó thì thật là tình cờ và may mắn biết bao nhiêu trùng sĩ viện đi về tiểu đội bàn bạc một lúc rồi tới bên phía nhật lên tiếng tôi đã thu xếp xong rồi thứ ý cho anh em rút ngay chưa khoan đã tôi còn muốn bàn với ông chuyện này tôi muốn thay đổi một chút ông chọn cho tôi ba đứa khá nhất của ông theo tôi vào điểm phục kích đứa nào lanh lợi mà phải rành địa thế vùng này Tôi đề phòng trường hợp không thể về kịp hôm nay, thì ta sẽ gặp nhau ngày mai trên đồi 138. Cái ngọn đồi mà thiếu ý biên thường dừng qua đêm trước khi về doanh trại đó. Thiếu ý đừng lo chuyện đi đứng. Tụi thượng này nó có năng khiếu đặc biệt về đi rừng. Chúng nó chẳng cần địa bàn hay bản đồ gì hết. Ông cứ chỉ ngọn đồi nào ông muốn tới. Nó dẫn ông đi quanh co một hồi rồi cũng tới y chang à nhật đưa tay chỉ về phía gò đất cao nhìn xuống lòng khe duy nhất dẫn vào đồi đất trống tôi đã chọn cái bụi cây trên cái gò cao kia kìa chàng hạ giọng nói nhỏ chỉ để viện vừa đủ nghe thôi khi tôi vào điểm xong là ông cho chúng nó bắn phá tất cả những chỗ nào nghi ngờ rồi rút luôn thế ông thầy nằm lại một mình còn tôi thì sao đâu có với thằng Nhiều và ba thằng con của ông đây thôi. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi là ông phải về để chỉ huy trung đội. Không thể giao cho ông thế hay ông ớt được. Mình tôi ở đây đủ rồi. Nhớ là khi về lại trên đồi, cho anh em nấu nướng thả gian, nhưng phải phòng thủ, gác đêm thật kỹ càng. Tôi đoán rằng ở đây chúng nó không có pháo lớn đâu ông mang luôn máy theo để dễ dàng liên lạc với tiểu đoàn. Nếu xong chuyện mà tôi muốn về lại với ông, tôi sẽ dùng gân phè bắn lên một phát, còn tôi bắn lên hai phát, thì ông cứ kéo quân về ngọn đồi mà trước đây thui biên hay dừng quân để về doanh trại. chàng nhìn ông trung đội phó rồi mỉm cười đùa cợt. biết đâu ta lại chẳng có dịp ghé lên thăm đồi trinh nữ. Thế nhưng tiểu đoàn muốn nói chuyện với ông thì sao? Thì ông cứ nói dối được tới đâu thì nói. Nếu không nói được thì ông cứ nói thật là tôi đã vào điểm. Mình đi hành quân, đi phục kích chứ không phải làm chuyện gì sai trái đâu mà sợ. Có quân lệnh nào cấm ông trung đội trưởng đi phục kích đâu phải không ông? Trung sĩ viện nhìn chàng trong giây lát rồi thành thực nói. Ông thầy ở lại bình an, nhớ cẩn thận nghe. Tôi sẽ cố gắng lo cho anh em. Ông nhắc lại nhớ cẩn thận ông thầy. Nhật cười đùa cho không khí bớt căng thẳng. Ông đừng lo cho tôi, chỉ cần là chút nữa ông đừng cho lính bắn vào bụi cây tôi đang nấp là được rồi. Nói xong, chàng đưa mắt cho nhiều chuẩn bị. Nó lặng lặng tháo cái ba lô đựng máy xuống đưa cho thằng tà lọt của viện. Cả khẩu côn 45 mà nó luôn luôn đeo ở bên hông để nhận lấy ba lô cùng súng đạn của thằng kia. Nhiều hỏi nó. Có còn đủ cấp số lương khô không mày? Đủ hết. Thế của mày đâu? Mày về chung đội hỏi thằng Du hay thằng Kiệt nó đưa cho mày. Cả phần của thư úy chúng nó còn giữ đó. Nhật thấy nhiều có vẻ không vui. Chàng hỏi nó. Nhiều muốn ở lại đây hay về trung đội, nếu muốn về thì ông viện cho tôi thêm người nữa. Nhưng Nhiều cương quyết đòi ở lại với chàng. Nó nói, đâu có được, em bỏ về lỡ có chuyện gì ở đây thì ai lo cho ông thầy? Nhật gật đầu ra dấu cảm ơn. Chàng dặn dò những người ở lại với chàng vài điều vắn tắt, rồi rảo bước đi ngay. Tới nơi, chàng chọn một chỗ vừa kín vừa dễ quan sát rồi bỏ nhiều và ba người lính đi theo. Bây giờ thì chúng mình ăn lẹ một cái gì cho chắc bụng chứ chút nữa không có dịp đâu. Nhớ là chúng ta nằm lại đây để bắt sống chúng về khai thác chứ không được bắn chết trừ trường hợp bất khả kháng. Mọi người nghe rõ chưa? Mấy người lính gật đầu nhận lệnh. Họ hình như đã quá quen thuộc cái cảnh này bốn người và nhật cùng bỏ ba lô trên vai xuống lấy đồ ăn ra rồi lại đeo ngay ba lô lên ngồi dựa lưng trên ba lô bắt đầu ăn trong lúc tiếng súng rút lui của trung sĩ viện nổ vang bên suối khi tiếng súng thưa thớt và xa dần thì mọi người cũng đã ăn xong chiều nghiêng xuống dần bên khe nước ánh nắng đã trở nên vàng nhạt Nhật đưa tay ra hiệu chỉ chỗ cho từng người lính. Rồi chàng cũng ngồi dựa ngửa trên ba lô. Hai tay cầm chặt khẩu súng M16 đặt ngay trên đùi. Không gian đã trở nên màu lam thẫm, im vắng vô cùng. Không còn một tiếng động nào, dù ngay cả tiếng chim kêu. Màn đêm dần buông xuống, và trên trời vài ngôi sao đã bắt đầu lóng lánh trên trời bây giờ như đã, giống như một tấm thảm nhung đen. Nhật nhìn lên những vì sao chìm đắm trong trí tưởng những vì sao quen kia mà khoảng cách xa vời hàng triệu triệu năm ánh sáng, biết đâu chẳng đã chết từ một thuở nào. So với vũ trụ bao la không có biên giới, thì cuộc sống của con người thật là vô cùng bé nhỏ một trăm năm nào có là bao trong vòng luân chuyển của thời gian. Thế mà con người cứ mãi mê rình rập giết chóc nhau như chàng đang làm bây giờ. Biết là vô lý thế, nhưng mà lũ tay sai vong bản cứ đòi đem cái lý thuyết ngoại lai man rợ áp đặt lên người dân khốn khổ của chàng. Cái lũ người cuồng tín dã man ấy đã không chừa một thủ đoạn nào để đạt tới cái mục đích không tưởng ngông cuồng. Nhật cố nhớ lại những ngày xưa tận cùng dòng sông ký ức mà chàng còn nhớ được. Trên quê hương miền Bắc mù xa, có một làng quê không xa Hà Nội là mấy, những buổi sáng ấu thơ trời trong như ngọc. Trong sân gạch rộng thanh thang, bên cạnh bờ ao chạy dài theo hàng bưởi, Cậu bé Nhật chạy nhảy tung tăng, có bao nhiêu niềm vui mỗi sáng, nào là xem đàn cá lội nổi lên mặt ao. Cá được thả mỗi năm lớn dần theo ngày tháng. Nhật thường hay ngồi thõng chân trên chiếc cầu dài ra tận giữa ao. Khuấy nước bắn tung lên, làm cho đàn cá sợ hãi bơi xa. Có khi trèo lên cây ổi sau nhà, để rình xem những chú gà con tranh ăn những chú ngan, chú vịt lạch bạch trên những vũng nước được dành riêng cho chúng. Bao quanh sân gạch rộng thanh thang là ba dãy nhà được làm theo hình chữ U. Đó là dinh cơ của một ông tránh tổng miền quê. Dãy ở giữa cao lớn đồ sộ hơn hết thảy là nơi thờ tự và sáu phòng dành cho sáu bà vợ của ông tránh tổng. Tuy ông đã mất từ lâu, nhưng sáu bà vợ của ông vẫn còn ở chung thân thương với nhau như chị em ruột thịt có lẽ tập quán thời ấy ràng buộc họ như chị em chung hai dãy nhà hai bên thấp hơn để dành cho con cái và kẻ ăn người ở cha của nhật là một người con thứ của ông chánh tổng rất chăm học và được học hành cao hơn hết thảy nên được ưu tiên ở gian đầu rộng lớn hơn các gian kia nhưng mà lo toan Cáng đáng công việc cho các gia đình ấy, đè nặng trên vai ông cũng nặng hơn các người anh em khác. Đến giờ ăn, mọi người cùng dùng chung một bữa, một hàng chóng ke dài cho nhà bếp, để tất cả cùng ngồi. Không biết bao nhiêu nồi cơm được đặt lên cho đủ, không biết bao nhiêu thức ăn được dọn lên cho vừa. Các bà nội, các bác, các chú, thím, cô, con nuôi con đẻ kẻ ăn người làm bao nhiêu người nhật không nhớ hết họ ăn cùng mâm cùng giờ không hề phân biệt cho đến bây giờ nhật không thể hình dung được cha mẹ chàng dùng bữa như thế nào chàng chỉ nhớ mẹ hay thường gắp thật nhiều thức ăn vào bát cho chàng hay giấu riêng cho chàng những món ngon đặc biệt mỗi buổi sáng mọi người đều ra đồng làm việc, ngoại trừ sáu bà nội và mẹ Nhật ở nhà với mấy người làm lo chuyện bếp núc. Hồi chưa đi học, Nhật thường quanh quẩn bên mẹ hay chạy đi chạy lại để các bà sai vặt. Nhưng thường thì chàng hay ra sau vườn để chọc đàn gia súc. Nhật cũng còn nhớ đến ngôi trường và ngày đầu tiên đến lớp. Nỗi sợ run run nắm tà áo mẹ trong sân trường có cây hoa gạo đỏ lưng đồi cao vút trên một vùng quê đó là những kỷ niệm ít oi mà chàng còn nhớ được về nơi chôn nhau cắt rốn về sau chàng mới biết được thêm rằng ông nội chàng đã bị một người cháu ruột theo lệnh cộng sản dẫn du kích về đâm chết thật là vĩ đại một sự nhẫn tâm tàn ác vĩ đại mà chỉ có người cộng sản mới có thể làm chuyện ấy. 13 nhát dao trên thân thể ông nội, đủ để cho cha của Nhật, vốn là một ông giáo huyện, phải bỏ nghề dạy học để gia nhập quân đội quốc gia. Khi đất nước chia làm hai mảnh, ông bỏ hết tất cả, dinh cơ tài sản, sáu bà mẹ, hàng vài chục anh em để chỉ mang cái gia đình nhỏ bé của ông vào Nam lánh nạn chuyện bắt đầu từ một trại định cư của một tiểu đoàn bảo chính quân bắc việt hình nhật nhớ rất rõ như vừa mới xảy ra hôm qua nhất là những năm tháng sau này khi đã đủ trí khôn ngày ấy trên một vùng quê xứ quảng nằm cạnh sân bay có một gò đất rừng hoang vắng nơi ấy có mộ của một ông quan thanh liêm quảng ngãi nên được gọi là rừng lăng khi xưa rừng lăng là một nơi hoang phế âm u, ít người qua lại. Nhưng mà dưới con mắt của ông thiếu tá tiểu đoàn trưởng bảo chính quân, thì lại là nơi rất tốt để lập trại định cư và nơi đồn trú. Thế là doanh trại được lập nên, trại gia binh, chùa chiền, nhà thờ, trường học được xây cất. Rừng lăng bỗng chốc đã trở thành trù phú và sầm uất những kỷ niệm của nhật cũng bắt đầu ngày ấy chàng không bao giờ quên được những buổi trưa hè nóng nực theo chúng bạn ra bờ xe nước bên sông trà khúc để được tha hồ bơi lội xe nước là một sáng kiến của người dân xứ quảng mà hầu như không nơi nào có họ lập nên để dẫn thủy nhập điền hàng mấy chục bánh xe thật lớn mà đường kính cao bằng mấy ngọn tre được sức nước đầy quay theo dòng nước chuyên chở hàng ngàn ống nước đổ vào các máng dẫn ra ngoài ruộng nhật thường ngồi trên những bè tre dưới chân xe nước ở đây nhiệt độ dịu hẳn đi vì những bụi nước từ trên cao lúc nào cũng rơi xuống phủ đầy nước sông trong mát không khí thơm lành thoảng mùi hương sen nắng hạ bao phủ cả một thời thơ ấu êm đềm với dòng sông trà hiền hòa nuôi sống người dân. Ngoài thú tắm sông mùa hạ, Nhật còn có cái thú hái hoa sen để tặng cho Trang. Một cô bé vừa độ tuổi 13, thường hay nũng nịu vòi vĩnh bắt chàng làm đủ thứ. Nhưng bất hạnh thay, cho mối tình ngây thơ vừa chớm nở đã vội tàn phai bởi một hoàn cảnh chia ly nghiệt ngã. Nhật lớn lên và đã quen bao nhiêu người con gái khác trong sân trường chàng không biết trang ở nơi nào nhưng kỷ niệm xưa thì không bao giờ quên được ngày tháng không hề phôi pha kỷ niệm nhưng mà chàng phải sống phải yêu như chàng phải thở rồi chiến tranh lan rộng và như bao nhiêu người con trai khác nhật lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của non sông những ngày tháng đầu đời nằm trong quân trường ở miền đất mù sương đà lạt cũng là những ngày tháng không thể nào quên chỉ vừa mới đây thôi chàng vẫn còn là cậu lính học trò ngay cả khi vừa đổ quân lúc sáng nay chàng còn lo dò tính chui vào một bụi nào để trốn chờ cho anh em tập họp xong mới mò ra y như những lần đổ quân giả trên bãi tập quân trường bàng hoàng một lúc chàng mới kịp nhận ra là mình đang chỉ huy một cuộc hành quân mà sống chết chỉ xảy ra trong gang tấc nhật lại nhớ tới loan người con gái trong căn nhà nhỏ nằm khép dưới chân dốc phố ngay trước cổng trường loan không được học nhiều để chàng hãnh diện với chúng bạn là có người yêu là nữ sinh bùi thị xuân hay là những cô nàng sinh viên bên trường chính trị kinh doanh. Một cái mốt rất thịnh hành với lũ bạn của chàng lúc bấy giờ. Loan chỉ là cô gái hiền lành, làm ăn chân chất, giúp cha mẹ nuôi nắng các em, quê mùa đến nỗi. Có lần chàng mời nàng và dự dạ vũ trong trường. Thấy các cô gái khác tình tứ khiêu vũ với các bạn của chàng, nàng đâm ra sợ hãi nặng nặc đòi về nhật biết rằng loan sợ vì nàng không hề biết khiêu vũ là gì sợ bị làm trò cười cho những anh sinh viên hào hoa những cô nữ sinh lúc nào cũng làm ra vẻ ngây thơ thôi thì lại đưa nàng về vừa đi nhật vừa khe khẽ hát đà lạt lạnh môi em vừa đủ ấm là thế nào khi về đến nhà loan cũng đền cho anh vừa đủ ấm Thật sự, Nhật là một sinh viên sĩ quan rất có trách nhiệm và kỷ luật. Chỉ có điều chàng hơi lè phe bởi cái tính học đòi làm nghệ sĩ. Chàng nhìn cuộc đời như nhìn một bức tranh và thưởng thức đời sống như đọc một bài thơ. Thấy các bè bạn thường hay trốn trại mỗi đêm để đi với đào, chàng cũng bắt trước trốn phố một đêm. Người ta đi vì có mục đích bởi vì trốn phố vô cùng nguy hiểm. Nếu bị phát giác vài lần, thì vác ba lô ra trường sớm hơn chúng bạn. Nhẹ lắm là cả 10 đêm giả chiến. Thành thử anh chàng sinh viên nào mà các cô đào cần lắm mới dám liều mình trốn phố. Cũng có những anh đi riết đâm ghiền, trốn phố hàng đêm. Thế nên đôi khi vỡ mộng, thay vì đeo hoa mai trên cổ áo, thì lại vác cánh gà nặng trĩu trên vai. Đó là còn may mắn, chưa kể buổi sáng lò mò leo rào vào lại quân trường, bạn bè cánh gác tưởng đâu là Việt Cộng, thì dễ dàng chết cho tình yêu lắm. Nhật cũng có đôi lần trốn phố. Chàng trốn phố chỉ là đua theo chúng bạn chứ. Nhật biết rằng Loan là một cô gái đứng đắn, không bao giờ có thể cho chàng chuyện ấy nhưng mà cần gì chuyện ấy được nhìn đà lạt ban đêm được dạo phố đà lạt ban đêm với một người con gái đã là sung sướng lắm rồi nhật nhớ lại khuôn mặt sững sờ của loan khi chàng chợt hiện ra trong khung cửa rồi nỗi vui mừng và hãnh diện là nhật đã vì nàng mà trốn trại to lớn đến nỗi nàng quên cả sự hiện diện của cha mẹ nàng chạy đến ôm chầm lấy nhật đêm hôm ấy Nhật dẫn Loan đi ăn mì, ngọc hiệp, rồi hai đứa chúi đầu, coi xinê. Đôi lúc Nhật cũng giả vờ quên, vô tình để tay lên đùi Loan, mà vẫn thấy nàng im lặng, làm chàng phân vân quá. Ra khỏi rạp, dẫn nàng về nhà, Loan hỏi, anh về trường luôn bây giờ phải không? Nhật chưa biết trả lời sao. Mới 12 giờ khuya, mò về bây giờ rất là nguy hiểm mấy thằng bạn gác đêm có lẽ đang ngủ gật trên vọng gác leo rào trở vào nó mắt nhắm mắt mở không biết gì lại cho vài phát thì xong đời mà chẳng lẽ lại la lên tao đây đừng bắn thì có khác nào bảo mấy ông sĩ quan trực là tôi trốn phố đây bắt tôi đi chỉ có gần sáng là trở về tiện nhất khi ấy mấy thằng bạn cũng vừa tỉnh ngủ. Mấy ông sĩ si quan cán bộ chưa vào. Anh chàng trốn phố cứ việc tà tà đi qua cổng chính. Cổ áo phiêu jacket kéo cao lên để che chiếc an pha. Tỉnh bơ như người Sài Gòn đường hoàng mà bước vào. Nhưng mà bây giờ thì quá sớm. Hay là đi lang thang ngắm sao đêm Đà Lạt. Nhưng mà khuya khoắt ở ngoài đường, mấy ông quân cảnh lại tưởng quân gian hốt về đồn thì cầm chắc nắm sự vụ lệnh ra đơn vị sớm trong tay thấy nhật đứng lâu không trả lời loan lại tưởng chàng muốn nằm lại nên tội nghiệp hay là vào trong nhà nói chuyện với em một lát nghỉ đến sáng hãy về được không nhật sung sướng gật đầu hai đứa im lặng mò vào căn nhà tối đen nhẹ nhàng như hai con mèo đêm mọi người hình như đã say ngủ vào đến giường loan thì thầm bảo nhật anh nằm nghỉ đây một lát em qua bên kia với mẹ nhật cũng thì thầm trả lời nhưng vô cùng tha thiết qua với mẹ làm gì ở đây nói chuyện với anh đi nếu không anh đi về đây loan ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh nhật hai đứa lại thầm thì những câu ngớ ngẩn, lộn xộn không đầu không đuôi. Cuối cùng thì Nhật nằm dài lên giường, kéo Loan nằm xuống cạnh bên mình, rồi Trang cũng giả vờ, vô tình đặt tay lên đùi của Loan. Nàng vẫn yên lặng như không hề hay biết. Đêm đó, Nhật ngủ quên đến sáng bạch mới ngồi dậy được chàng cuốn cuồng khi nghĩ đến lúc phải vào cổng trại. Không biết đêm qua chàng đã làm gì mà ngủ say đến thế. Nhật cố nhớ lại. Không, chàng có làm gì đâu ngoài việc đặt tay lên đùi nàng để ngủ. Chính Loan cũng ngạc nhiên khi thấy chàng chẳng làm gì dù nàng không thất vọng. Nhật định hôn Loan, giả từ hẹn gặp nhau trong ngày Chủ nhật nhưng nghĩ lại là mình chưa đánh răng nên chỉ kịp vẫy tay rồi bắt đầu chạy bộ chàng thấy hơi kỳ cục nhưng mà nỗi lo bị phạt làm chàng không còn cách nào hơn chắc cả phố phường đà lạt dạo ấy cũng buồn cười và ngạc nhiên có anh chàng lính vừa đi vừa chạy như bị ma đuổi cuối cùng sau khi qua mặt bao nhiêu người chàng cũng đến được cổng trường Hai tay đút vào túi áo jacket, kéo cho mũ lưỡi trai sụp xuống, chàng cố làm ra vẻ thản nhiên bước vào cổng trại. Bỗng có tiếng người từ trong vọng gác gọi to, làm Nhật giật bắn người lên. "Anh kia, anh kia, đứng lại." Trời ơi, bỏ mẹ rồi. Dù không dám nhìn lại để đối diện với sự thật, Nhật cũng biết rằng với cái giọng hách dịch như thế thì không phải là bạn bè hay khóa đàn em. Đúng như Nhật dự đoán, đó là ông đại úy già tên Đỗ Văn Lưu, làm ở văn hóa vụ. Hôm nay không hiểu sao ông lại ra trực cổng ở đây. Với ông này vốn đã quá biết mặt chàng, nên chẳng có thể nói dối hay giả vờ làm lính cơ hữu được. Mà cái tội trốn phố đi chơi với gái thế này thì nhẹ lắm cũng vài chục ngày trọng cấm. Nhanh trí, Nhật đã nghĩ ngay ra một cách nói dối mà chàng hy vọng qua mặt được ông đại úy gà mờ. Chàng tươi cười quay lại đứng nghiêm chào. "Khỏe không đại úy, sao bữa nay ông ra trực ở đây à?" Đại úy Lưu mặt vẫn nghiêm trang. "Anh đi đâu về đó, trốn đêm qua ra phố phải không?" Đâu có. Chết thật, tôi đâu dám. Tôi vừa ra ngoài lúc nãy, có anh sinh viên gác kia kìa thấy đó. Vừa nói, Nhật vừa chỉ tay về phía anh sinh viên khóa đàn em đứng gác, với hy vọng phe ta làm chứng gian cho. Hôm qua tôi gác trên vọng anh Đào, làm rơi thùng đạn ra phía ngoài kia, phải đợi đến sáng mới dám mò ra ngoài tìm. Anh Đào là tên một vọng gác ở gần ngay cổng chính thấy nhật nói tình bơi như vậy đại úy lưu nửa tin nửa ngờ hỏi lại thế thùng đạn đâu dạ dạ đâu có thùng đạn nào đâu chẳng là tôi cứ tưởng là thùng đạn rớt ra ngoài nhưng mà không phải trong lúc đang tìm thì rằng bạn nó thấy rơi ngay dưới chân nên gọi rồi biết nên tôi vội vàng vào đây thế cái anh kia đâu dạ thưa anh nào cái nhà anh gác cùng với anh đó à à thằng đó nó về liên đoàn rồi sắp đến giờ tập họp rồi đại uý không biết à đại uý lưu lừ lư mắt nhìn chàng đe dọa anh chỉ bố láo bố lếu thôi coi chừng cái xác anh đó tôi mà biết anh trốn phố là anh chết với tôi thôi đi đi nhật mừng hốm quay vào lòng sung sướng như mở hội chàng không ngờ với tài nói dối chàng đã qua mặt được ông đại uý già đáng tuổi bố mình một cách dễ dàng như vậy. Trong lúc sung sướng, Nhật quên nghĩ lại rằng có thể Đại Quý Lưu thấy chàng tội nghiệp như con nên tha cho không hạch hỏi. Nhưng mà sự sung sướng đến với chàng không quá 10 giây. Vào đến doanh trại, chàng thấy đại đội đã tập họp nghiêm chỉnh Đứng trước hàng quân là hung thần ác sát Trần Văn May tự kinh nước đen, trung úy sĩ quan cán bộ đại đội trưởng của chàng, chết thật rồi. Nhật muốn chạy trốn nhưng không kịp nữa. Trung úy may ngước nhìn lên đã thấy chàng. Mọi người đang mặc đồ làm việc mùa hè, quần áo kaki vàng, phu la xanh trên cổ, sạch sẽ và láng con sẵn sàng vào lớp. Còn Nhật thì đang khoác trên người bộ đồ trận màu xanh vừa bệnh thiểu với bụi và buồn vừa không giống ai. Trung ý may không thèm nhìn chàng, chỉ nói chống không. Anh vào thay đồ rồi ra trình diện. Năm phút sau, Nhật đã gọn gàng, sạch sẽ, trong bộ đồ đến lớp. Chàng sách cặp ra trước hàng quân trình diện. Trung úy may vẫn còn đứng chờ, mặt ông lúc nào cũng hầm hầm dễ sợ anh đi đâu mà giờ này mới về? Trốn ra phố đêm qua phải không? Nhật đã sắp sẵn những câu trả lời trong đầu, nên bình tĩnh trả lời không chút ngượng ngập. Dạ đâu có trung úy. Tôi ngủ quên tại vọng gác. Anh gác vọng nào? Dạ ở vọng rừng thông. Hừ, thật vậy không? Sinh viên sĩ quan quân số đầu đưa sổ gác tôi coi. Sự thật thì đêm qua Nhật có gác tại vọng rừng thông từ 8 giờ tối đến 10 giờ. Sau khi bàn giao cho thằng bạn kế tiếp xong là Nhật dông luôn ra phố. Trung úy mày biết có hỏi những sinh viên khác cũng vô ích. Chúng nó sẽ bên nhau mà trả lời không biết. Không bắt được tại trận thì phạt về cái tội ngủ quên trễ giờ tập họp. Ông chợt nhớ ra điều gì nên gọi to. Sinh viên trung đội trưởng đâu? Sao lúc nãy anh báo cáo quân số đủ? Sinh viên sĩ quan trung đội trưởng Nguyễn Quang Thùy ú ớ không biết trả lời sao, đành nhận lỗi. Trên đường đi đến lớp, nó cằn nhằn nhật rồi chửi thề, nói mãi cũng làm nhật bực mình. Đủ má, lỗi tại mày không đếm kỹ thì ráng mà chịu, sao cứ nhè tao mà chửi hoài vậy? Tao mà đếm kỹ thì mày sẽ bị bắt tại trận con à. Ông biết mày lạnh từ tối hôm qua kìa. Đủ má con nào nó cho ăn cái gì mà ngủ mê mệt thế. Đến giờ tập họp mới vác xác vào. Nhật nhìn thằng bạn thầm cảm ơn vì nó đã che chở. Chàng ân hận đã làm cho nó bị phạt lây. Chiều hôm đó, sau giờ tan học, trên đường về doanh trại, đại đội d sinh viên sĩ quan chưa tan hàng ngay như các đại đội khác sinh viên sĩ quan đại đội trưởng bùi ngọc đáng trịnh trọng lôi trong hồ sơ ra một cái lệnh phạt để tuyên đọc trước hàng quân sau khi hô nghiêm nghỉ nói hét lên lệnh phạt cả đại đội đang thao diễn nghỉ bỗng đứng nghiêm lại im phăng phắc đáng cố lấy giọng đầy uy quyền đọc thật to Nay tuyên phạt sinh viên sĩ quan Nguyễn Bá Nhật số quân 67 806662 thuộc đại đội D, trung đội Y2 ba đêm giả chiến vì đã ngủ quên không tập hợp đúng giờ. Sinh viên sĩ quan trung đội trưởng Nguyễn Quang Thùy hai điểm trừ vì đã tắc trách trong nhiệm vụ. Liên đoàn sinh viên sĩ quan và hai sinh viên có tên nêu trên chiếu thi hành quyết định này. KBC 4648. Trung úy Trần Văn May, đại đội trưởng đại đội D ấn ký. Khuya hôm đó, khi các bạn bắt đầu ngủ say, thì Nhật mò dậy chuẩn bị ba lô súng đạn. Đúng 12 giờ đêm, trình diện giã chiến. Sĩ quan trực liên đoàn hôm đó là thiếu úy Nguyễn Mậu Lộc, khóa đàn anh của Nhật. Đứng trước đàn anh, Nhật mừng rơn, cố hét thật to trong lúc trình diện. Sinh viên sĩ quan Nguyễn Bá Nhật, trung đội Y2, đại đội D, trình diện niên trưởng. Không hiểu vì khó ở trong người hay là tại đào địch tới thời kỳ mà Thiếu Y Lộc đâm ra cáu thằng đàn em. Ông hừ một tiếng rồi sửa lưng. Anh là sinh viên, phải kêu tôi bằng cấp bậc, không có niên trưởng niên phó gì hết. Mai mốt anh ra sĩ quan như tôi, lúc đó tha hồ mà gọi niên trưởng rõ chưa dạ rõ anh có mang đủ quân trang quân dụng không đây dạ đủ Thiếu y lộc đi vòng quanh một lượt trong lúc nhật vẫn đứng nghiêm ông đang tìm cớ để hành xác nhật hơn ai hết ông biết rõ rằng nhật đêm qua trốn ra phố đàn anh thì lúc nào mà chẳng thương đàn em không hại đời nó nhưng phải dạy cho nó biết sợ mà chưa đi kẻo có ngày váp ba lô ra trường sớm mà thương thì phải cho roi cho vọt ông bà mình ngày xưa chẳng nói thế là gì đột nhiên ông hỏi nhật bi đông của anh có đầy nước không dạ đầy, đưa tay tôi coi nhật tháo bi đông đưa ra trình ông mở nắp mà không thèm nhìn vào Thế này mà anh bảo đầy à? Còn một mm nữa mới lên tới miệng làm cho tôi một trăm cái hít đất trong năm phút đếm to lên. Nhật hô to hít đất vào thế rồi chàng chống hai tay bắt đầu vừa hít đất vừa đếm. Mới đầu chàng còn rống lên sau cứ yếu dần. Đến cái thứ năm mươi thì Nhật hết còn nói được nữa. Đến cái thứ một trăm thì trời đất đã như quay cuồng. Tiếng đếm số không còn hùng dũng như trước nữa, mà trở thành tiếng rên dài thảm não. Khi đủ một trăm cái, sắp sửa trình diện thiếu y lộc thì ông gạt đi. Tôi bảo anh làm trong năm phút, thế mà những tám phút anh mới xong. Bây giờ anh chạy cho tôi mười vòng sân liên đoàn. Vừa chạy vừa la lớn lên, tôi không trốn phố tôi chỉ ngủ quên trong vòng gác cứ như thế đến bốn giờ sáng thúy lộc mới tha cho nhật về đến cửa phòng là mấy thằng bạn đã chờ sẵn chàng ngã đổ xuống như thân cây chuối bị người ta chặt mấy người bạn vội khiêng nhật vào giường người cởi giày người lau mặt người đi lấy nước cho chàng uống họ đã quá quen thuộc với cảnh này nên làm rất gọn gàng lớp lang. Nhật chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Trong những giấc mơ lộn xộn, chàng thấy có loan đang nhăn mặt nhướng mày, lêu lêu chế giữa chàng làm Nhật thấy khỏe hẳn lên. Và thầm hẹn lần sau có dịp là chàng lại ra thăm nàng lần nữa. Rồi cũng đến những ngày chàng phải rời bỏ sân trường buổi sáng, nắng mai rực rỡ như cuộc đời chàng đang nghĩ. Không như các bạn bè còn phải suy đi tính lại để chọn cho mình chỗ phục vụ mai sau. Nhật chọn ngay binh chủng biệt động quân. Chàng nhớ lại khi còn là cậu học trò. Có lần nghe đài BBC mô tả những người lính biệt động, nhất là những người đang trấn giữ căn cứ khe xanh là những người lính can đảm nhất thế gian này và trong những ước mơ của chàng là được như thế, dù có phải chịu trăm đắng ngàn cay. Chàng rời bỏ thành phố Sương Mù với 15 ngày phép và ngạc nhiên khi nghĩ lại Đà Lạt và Loan đã nằm yên trong một phần ký ức. Không bao giờ có thể quên, nhưng mà không nhớ thương ray rứt, khổ sở như chàng đã nghĩ. Chắc tại Sài Gòn là vùng đất có biết bao nhiêu háo hức mê say. Từ những con đường hàng me lá đổ trên công viên xưa, với những nàng con gái kiêu xa và dư thừa ác độc. Sài Gòn, với phố phường đông đúc yên vui, ngôi trường con gái đã làm chàng chết ngất mê say của một thời mới lớn. Nhật lại nhớ tới thương, cô sinh viên Đại học Văn khoa Sài Gòn Chàng làm quen được thương trong một lần về phép cuối năm. Với vẻ mặt lúc nào cũng làm ra vẻ trang nghiêm nấp trong bộ đồ dạo phố mùa hè, đã làm thương lầm tưởng là chàng trang nghiêm thật. Thế là tình yêu được mùa đâm chồi nảy lộc, để đến khi về lại Đà Lạt, chàng cứ ngẩn ngơ ra nhớ vào thương. Chàng và thương có biết bao nhiêu điều ngăn trở trước tiên là vấn đề tôn giáo nàng có những ông bác ông chú bà cô làm cha làm sơ thì chàng cũng có những ông chú làm đại đức hòa thượng nhất là bà mẹ của nhật rất mê đồng bóng thứ hai là chàng biết thương chỉ thích những mẫu người đứng đắn nghiêm trang mà chàng thì chỉ giả vờ nghiêm trang thôi chưa biết bao giờ thì nàng khám phá ra sự thật đó là chuyện mai sau chỉ biết bây giờ hai đứa vẫn nhớ thương nhau oán đất oán trời sao nỡ để chia ly cách trở bao nhiêu chuyện đã qua rồi đến hôm nay trong chuyến hành quân đầu tiên chàng phải đối diện với những khó khăn này trong một vùng đất đầy chuyện ma quái hoang đường nhật đang bị bùa vây bởi rất nhiều câu hỏi và chàng hy vọng là những câu trả lời sẽ nối kết được một dĩ vãng xa xôi đầy kỷ niệm với những ngày tháng bây giờ đêm đã xuống rất lâu im lặng đến ghê rợn bao quanh mảnh trăng già vừa ló qua sườn núi một vì sao băng để một vệt sáng dài trên trời đêm lạnh nhật cố mở to đôi mắt nhìn xuống căn lều đã sập một người lính của chàng đã chìm trong giấc ngủ, Nhật phải nhẹ nhàng bò tới lay nó dậy để ngăn trận tiếng ngáy. Nhật vén tay áo hé coi giờ, hai mảnh sáng lân tinh như chập lại làm một, đã gần 12 giờ đêm rồi. Bốn năm tiếng trôi qua mà chẳng thấy động tĩnh gì, hay là Trung sĩ viện đoán sai, hoặc là chiếc sách tay đã có ở đây từ trước mà ông ta vô tình không trông thấy. chàng nhìn quanh con đường mòn độc nhất để ra khỏi dải đất này là băng ngang con suối cả. nếu quả thật chúng nó còn quanh quẩn đâu đây, thì chắc chắn phải đi qua trước mặt chàng. hay là Nhật đã sơ sẩy cho chúng nó nghi rằng có người nằm lại? không, Nhật đã cẩn thận từ đầu đến cuối một tiếng ngáy khe khẽ chàng cũng đã ngăn ngừa thì chúng nó có là thánh cũng không ngờ được bỗng nhiên nhật hồi hộp đến nín thở dưới ánh trăng nhật nhìn thấy rõ ràng có bóng cây di động thằng nhiều ngồi cạnh nhật khẽ đưa tay báo hiệu cả ba người lính đều nhìn nhật gật đầu đợi lệnh dưới bụi cây nhỏ cách xa căn lều chừng mười mét một bóng người nhô lên khỏi tàn lá đen rồi một hai người nữa cũng từ đó chui ra ba cái bóng đen đã đứng thẳng lên mặt đất mà nhật đoán chắc là từ một căn hầm bí mật ngay dưới túp lều gãy đổ đêm yên lặng lạnh lùng nhật đưa mắt nhìn bốn người thuộc cấp cả bốn người đều lặng lẽ gật đầu ra dấu đã sẵn sàng chàng cũng đưa tay ra hiệu một lượt chót là cố gắng bắt sống cả bọn rồi lặng yên chờ đợi tuy cố gắng tự nhủ là mình đang làm chủ tình thế nhưng trong lòng nhật hồi hộp quá khác hẳn với sự hăng hái lúc ban chiều giờ đây trước giây phút sống chết kề trong gang tấc này và cũng là lần đầu tiên đối mặt với quân thù nhật không khỏi thấy mình non yếu và thiếu nhiều kinh nghiệm ánh trăng khuya sáng và lạnh tanh bóng dáng ba tên địch vừa ra khỏi lùm cây in rõ trên vạt đất trống chúng đứng chậm lại với nhau như đang bàn bạc điều gì tiếng nói tuy không nghe rõ nhưng cũng vang động trong đêm khuya lạnh khoảng cách gần nhau quá chỉ vài chục thước đến nỗi nhật phân biệt được một người trong bọn chúng là phái nữ tuy mái tóc được bới cao và gọn nhưng cồn ngực nở nang đã khác hẳn với hai đứa kia nhật biết chắc chắn chúng tưởng rằng bọn chàng đã chạy xa rồi và ban đêm là thời gian của chúng giữa khu vực mà chúng đang kiểm soát nên đã không ngại ngùng nói chuyện với nhau nhật cố gắng nghe nhưng không làm sao hiểu được vì chúng nói với nhau không phải bằng tiếng miền xuôi đột nhiên đứa con gái đưa tay ra chỉ về phía gò đất mà bọn chàng đang ẩn nấp nói một tràng dài nhật thấy rúng động toàn thân phải nếu chàng là bọn chúng thì chàng cũng phải nghi ngờ có thể địch cho người nằm lại ở đây nếu muốn ra khỏi nơi này chúng không còn con đường nào khác là băng qua gò đất vì bốn bề là vách núi dựng đứng treo leo một đứa trong bọn dương súng lên nhắm thẳng vào bọn chàng. Cả năm người đều nín thở. Tám con mắt của bốn người thuộc cấp đều nhìn về Nhật chờ đợi lệnh. Nhật biết đây là lúc khó khăn nhất cho một quyết định. Nếu chàng muốn lập chiến công thì chỉ một cái phẩy tay, một cái gật đầu là ba tên Việt Cộng kia sẽ ngã ra chết rất dễ dàng. Nhưng mà Nhật không muốn chúng chết ngay nhất là một người trong bọn chúng, lại là con gái, mà tất cả gia sản quý báu của nàng ở chốn núi rừng này đang nằm gọn trong ba lô của Nhật, nhất là tấm hình bán thân của một người con trai rất cũ. Nhật cắn răng chờ đợi. Nhật cảm thấy được những giọt mồ hôi rịn trên vừng trán. Đôi cánh tay Nhật đang ghi chặt khẩu M16 mà đạn đã lên nòng. Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe xong tập 1 của truyện Đồi Trinh Nữ. Xin hẹn quý vị ở tập 2.